giải pháp nào chống lở loét và thầm lưng cho người lớn tuổi hoặc là người bị bệnh khó khăn trong việc cử động khi nằm lâu trên nệm. Và xin chào bà con ha. Đó là một cái giải pháp là cái nệm bơm luân phiên. Ví dụ giống như bàn tay chúng ta như thế này nè, khi mà chúng ta nằm ở trên nệm đó thì nó sẽ bị hầm lưng lâu thời gian lâu. Còn nếu mà chúng ta sẽ có một cái bơm luân phiên, ví dụ giống như số chẵn nè, số chẵn nó sẽ chìm xuống, số lẻ nổi lên đó, thì nó sẽ thông thoáng ở chỗ này. Và sau một thời gian ví dụ tầm 10 phút thì cái phần chìm nó sẽ bơm phình lên và cái phần nổi nó sẽ xì xuống đó, thì ngược lại là cái chỗ mà lúc nãy bị hầm hơi đó, nó sẽ được thông thoáng. Thì đây là một giải pháp của một cái tấm nệm chống loét mà bà con mình hay thấy trên thị trường đó. Hôm nay Hồ Sơn sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một tấm nệm Nakita nệm chống loét để chúng ta cùng xem coi cái cách hoạt động nó như thế nào nha. Đây là hàng của hãng Nakita chính hãng nha. Nếu mà như cả nhà mình quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp với Hoàng Sơn để biết thêm thông tin chi tiết. Thì mình có gì ở trên đây ha. Đây là một tấm nệm nè. Trên vỏ hộp có ghi thông tin rất là chính xác và rất là rõ. Cân nặng tối đa, trọng lượng tải tối đa là 130kg, dành cho những người mà dưới 130kg nha. Rồi, cái tấm nệm chiều dài là 2m, chiều rộng là 0,9m nha, 90cm đó, và chiều cao là 7cm. Rồi, cái bơm luân phiên của nó là 12 phút nó sẽ bơm một lần, và cái tốc độ bơm của nó là 6 đến 8 lít trên một phút cả nhà ha. Cái giá của hãng ha là 1.250.000 đó. Nếu mà như bà con mình quan tâm có thể gọi điện trực tiếp với Hoàng Sơn để có thể có được giá tốt nhất của hãng. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng khui hộp nha. Thì cái này là nó sẽ có một cái tấm nệm và một cái máy bơm động cơ nữa ha, động cơ máy bơm. Rồi, chúng ta sẽ có hướng dẫn ở đây ha. Rồi, một tấm nệm. Rồi, cả nhà thấy gọn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng mở nệm ra nha. Đây, cả nhà thấy một cái tấm nệm da, nó khá là gọn. Rồi, đây, cái tấm nệm này là dài 2m cả nhà ha. Đây, còn Sơn anh cho cả nhà xem nè. Đó, nó có chiều dài 2m và chiều ngang là 9 tấc. Đó, là gần 1m đó. Rồi, cả nhà thấy rất là dài. Này, cả nhà thấy dài không? Rồi, bà con mình thấy là sau khi trải tấm nệm ra thì chịu thử là như thế nào. Đây là cái chữ Nakita mình có thể đọc được ha. Và đây là cái số lót nè. Rồi, còn trong đây á, nó sẽ có hai ống bơm. Mình sẽ gắn động cơ vào thì nó sẽ bơm vô, nó sẽ phình lên cái đường rãnh ví dụ 246 đó. Rồi sau đó 12 phút sau nó sẽ bơm lên cái là 357. Rồi nó sẽ hút cái phần 246 xuống, nó sẽ luân phiên 246 nổi lên. Rồi 357 nổi lên thì 246 chìm xuống. Rồi, và như vậy luân phiên 2 phút nó sẽ thay phiên nhau như thế này. Đó, thì khi mà mình nằm suốt trên một tấm nệm như vậy á, mình sẽ ví dụ nha. Đó, mình nằm như thế này mà nằm liên tục á, nó sẽ bị hầm hơi cả nhà ha. Rồi, thì khi mà nó luân phiên như vậy mình sẽ không có bị hầm hơi nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cắm động cơ vào nha. Khi đi theo á thì chúng ta sẽ có một chai keo và những cái miếng dán như thế này. Và đương nhiên sau này hết á, mình có thể liên lạc với hãng để mình có thể mua những cái này để dán nha. Đó, hai cái miếng dán này. Nhưng mà nếu mà mình xài kỹ á thì nó cũng rất là bền nữa nha ha. Tại động cơ nó bảo hành 1 năm. Còn cái tấm này giống như là cái ruột xe. Nếu mà như không bị vật nhọn đâm lủng á thì nó cũng rất là bền. Tại mấy cái thiết bị y tế này nó bền lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm hai cái ống này vào ha. Và còn đây là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt cả nhà ha. Thì hướng dẫn tiếng Việt thì chúng ta có thể đọc thêm, nó rất là đơn giản nè. Bên trong á thì mình sẽ có một là giới thiệu tổng quát, cấu hình thì nó gồm một máy đảo khí nè, một máy đảo khí, đây là máy đảo khí, một túi đệm, một ống nhựa khí ha, và một phụ kiện vá túi khí. Cái ống nhựa này vào, hai cái ống bơm này vào trong cái máy bơm và cắm vào bên trong cái tấm nệm.
Còn đây là cái chỉnh cái độ căng của tấm nệm mà chúng ta thích ha. Ví dụ mình muốn cái tấm nệm căng nhiều căng ít thì mình sẽ chỉnh ở đây. Còn cái chế độ tự động của nó là tầm 10 đến 12 phút nó sẽ luân phiên. Nhưng mà cái này là chỉnh độ căng của tấm nệm. Thường thì chúng ta để ở tầm mức giữa hoặc là mức 7, mức 8 mình ha. Đó, chúng ta có thể nằm để mình thấy thích căng cả nào thì mình chỉnh ở đó. Đây cả nhà mình thấy nè, mình sẽ cắm chặt hai cái ống đầu vào cái bơm 246 và này là 357 theo số chẵn và số lẻ, ví dụ như vậy. Rồi hai đầu còn lại mình sẽ cắm vào bên trong máy ha. Rồi cái máy này thì bên đây là nút bật nguồn và đây là tắt nguồn. Rồi còn ở bên dưới có một cái nút vặn thì là mình chỉnh cái độ căng của tấm nệm nha. Mình mở nguồn nè. Rồi động cơ bắt đầu chạy và cả nhà thấy nó sẽ bơm cái số đầu tiên lên. Cả nhà thấy nó căng lên ha. Mình sẽ thử tấm nệm nha. Đó, đây là nệm hơi cả nhà ha. Rồi nếu mà như ông bà mình lớn tuổi mà mình nằm trên nệm thường xuyên hoặc là người bệnh á ít có cử động qua lại để trở mình như vậy nè. Đó thì đây là một giải pháp rất là tốt ha, để chống hầm lưng và lở lét ha. Cả nhà mình thấy là hãng có cho thêm chúng ta là hai cái miếng dán và một chai keo ha, để nếu mà chúng ta lỡ mà có vật nhọn đâm lũng đó thì mình sẽ lấy keo mình dán và mình để khô thì nó sẽ dính lại cái chỗ lũng đó ha. Thì bảo hành chính hãng là 12 tháng của cái động cơ bơm, còn cái tấm nệm này là hầu như tất cả các hãng là không có bảo hành tấm nệm, tại nó giống như cái ruột xe. Tại vì khi mà mình nằm như vậy thì nó không thể nào mà nó bị xì được. Thì cái này nó đã được hãng nghiên cứu rồi là nó chịu tải được tới 130 kg và khuyên người sử dụng là dưới 120 kg. Còn nếu mà như mình đâm lũng thì hãng nó sẽ không có bảo hành được, bắt buộc mình phải mua cái tấm nệm mới thôi. Còn nếu mà như mình xài kỹ như ông bà lớn tuổi mình á, nếu mình chỉ nằm không á thì không thể nào mà lũng được đâu, nó rất là bền. Đây là nhựa y tế nha, PVC. Rồi còn xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Nếu mà bà con mình quan tâm đến nệm này và để được cái giá tốt nhất của hãng thì liên lạc với trực tiếp Hoàng Sơn để xem thêm thông tin nha. Cả nhà có thể xem số điện thoại ở bên dưới. Đây nè, cả nhà thấy không? Rồi, cái tấm cả nhà thấy nó đã luân phiên rồi nè. Cái tấm nệm bây giờ số 2 bắt đầu bơm lên và số 1 xẹp xuống ha. Đầu tiên là cái động cơ số 1 bơm lên. Đó, sau khi bơm xong rồi động cơ số 2 sẽ bơm lên và động cơ số 1 sẽ hút ra nó sẽ xẹp xuống nè, cả nhà thấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ nằm cho cả nhà xem ha. Thì trung bình là khoảng 10 đến 12 phút là hai cái này sẽ luân phiên nhau. Đây là cái nệm hơi. Rồi cái này một giải pháp rất là tốt cho ông bà mình lớn tuổi nha. Nếu mà như mình nằm nệm thường xuyên và đặc biệt ở với những người mà bệnh á, mà ít có thể nào mà xây trải như vậy nè, để cho không bị hầm lưng á, để chống hầm lưng và lở lét á, thì đây là một giải pháp rất là tốt cho đặc biệt là cho người lớn tuổi và người bệnh. Cả nhà ha, nệm hơi nó rất là êm và nó luân phiên như thế này á, nó sẽ có những cái chỗ trống thì mình có thể chống hầm lưng được rất là tốt. Đây cả nhà thấy nè, rất là khỏe luôn nè. Rồi, con xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.